từ chúng con quy dưới Phật đài, chỉ thành đảnh lễ mười phương chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hồng ân tam bảo gia hộ đệ tử chúng con, thân tâm thường an lạc, tinh diễn tu trì, bồ đề kiên cố, Phật đạo viên thành. Đệ tử chúng con xin nguyện trọn đời quyết chí phụng hành, báo đền công ơn hóa độ, sau lợi lạc pháp giới hữu tình. Ngưỡng mong ơn trên tam bảo đi ra hộ, ngưỡng mong mười phương chư Phật từ bi ra hộ, ngưỡng mong Đức Đại Từ Đại Bi Ta Bà sanh từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật từ bi ra Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay ngày tu của chúng ta rất là đặc biệt. Tôi nhớ là có một lần cũng vào những ngày tu thì gặp nhầm ngài Mô Đề Đê. Hôm nay cũng rất là đặc biệt, đó là chúng ta gặp ngài Phật Đề Đê. Một ngày của những bà mẹ, một ngày của những ông cha. Thưa các vị, rất là hay. Tất nhiên trước khi đi vô học một bài kinh trong tương ứng bộ kinh, tôi có vài lời nhân kỷ niệm ngài Faraday. Trong văn học của chúng ta thường thường nói đến ơn mẹ nhiều hơn ơn cha, phải không? Bài hát, thi ca, văn học, vân vân, họ nói tới người mẹ rất là nhiều. Thế nhưng mà người cha thì cái vị trí rất là khiêm tốn trong lĩnh vực thi ca, văn học, vân vân. Tại sao như thế? Ơn của những người bố không có nặng bằng ơn mẹ ư? Thưa không? Tại sao? Do vì thưa các vị, người đàn ông, cái tình thương đối với con nó đầm thắm,
ít có biểu lộ. Thứ hai nữa là người ta dùng cái từ là nghiêm phụ, phải không? Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Người ta ví von người mẹ thương yêu con, gần gũi, ngọt ngào, mát dịu như ánh trăng. Trong khi đó thì người bố thương con, thế nhưng mà như ánh mặt trời chứ không phải ánh trăng. Mặt trời thì nóng bức, nhưng mà làm cho cây cối trưởng thành, làm cho đứa con trưởng thành. Đó là chỗ tựa duy nhất. Và cái vật lý, và thưa các vị, đời sống vật lý bên ngoài, nếu không có mặt trời thì không có mặt trăng. Người mẹ càm ràm một ngày, hai ngày, thế nhưng mà con nó không sợ. Cha hâm một tiếng là nó rét liền, phải theo. Và gia đình nào, thưa các vị, có bốn người đàn ông, gia đình đó rất là vững vàng. Nhất là người đàn ông ấy có trách nhiệm với đời sống gia đình, với vợ, với con. Và mọi hạnh phúc gia đình, thưa các vị, đằng đằng người mẹ rất là quan trọng. Thế nhưng nếu không có người cha thì đời sống gia đình nó không thể vững vàng, khỏe mạnh, hùng tráng và đi lên được. Cái sự đóng góp nuôi dạy của người cha rất là cần thiết. Xã hội Việt Nam hay xã hội Mỹ gì cũng giống nhau như thế. Do vậy, cho nên trong tâm thức của người Việt, thưa các vị, dù rằng đời sống gia đình đầy bất hạnh, giữa họ với nhau, họ không mấy gì đầm ấm và hòa thuận. Thế nhưng mà vì thế hệ con em, cho nên họ không nỡ chia tay. Trong khi văn hóa Mỹ thì rất khác. Nếu đời sống gia đình có cái gì bất ổn, không hạnh phúc thì họ chia tay rất là dễ. Ly dị là cái chuyện rất bình thường và luật pháp bảo vệ cho người đàn bà. Thế nhưng với tâm thức của người Đông Phương, nhất là người Việt, thưa các vị, dù gia đình có muôn vàn trắc trở, thế nhưng mà vì thế hệ tương lai, cho nên họ không nỡ chia tay nhau. Đó là mình nói cái hiện tượng chung của đời sống gia đình. Và văn hóa nó quy định như thế. Và một cái ví dụ gần nhất, ví dụ như các vị đến một cái đạo tràng tu học, các vị nhìn thấy là toàn là các bà không, thì cái năng lực tu nó rất là yếu. Không phải mình kỳ thị đâu, điều này rất là thật. Trong một cái tổ chức nào mà nếu thiếu một vài người đàn ông vô, thưa các vị, nó rất là yếu. Cho nên cái sự có mặt của người đàn ông, nó khỏe mạnh, nó đầy hùng lực như mặt trời, rất là cần thiết. Mặt trăng cần mặt trời để soi sáng như thế nào thì gia đình cần một người đàn ông như thế ấy. Và cái điều mình chia sẻ không phải là suy tôn cái cánh đàn ông, mà để làm gì? Thưa các vị, để các ông có một cái trách nhiệm với đời sống gia đình. Thưa đại chúng, là xã hội này hay xã hội Việt, cái tình trạng băng hóa gia đình, băng hóa đạo đức xã hội gia đình, cái tình trạng hư hỏng của thế hệ con em chúng ta đang trên đà báo động. Cái điều này, điều thứ nhất, chúng ta có thể đổ vạ cho hoàn cảnh xã hội tạo thành. Nhưng mà điều thứ hai quan trọng nhất, đó là trách nhiệm của các ông rất là lớn đối với đời sống gia đình. Rất là nhiều đời sống gia đình ở Mỹ này tan tác. Thông thường người ta qua đến đất nước này, họ làm mọi việc để có điều kiện tồn tại, có nhà, có cửa, có ngựa, có xe. Và cái sự hư hỏng nó bắt đầu vào tuổi 50 trở lên. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Thưa các vị, tới tuổi này rồi thì điều thứ nhất là đời sống vật chất người ta đã đủ, trách nhiệm với gia đình cảm thấy nó đã xong. Cho nên những người đàn ông có của có tiền có bắt đầu đời sống hưởng lạc của tự thân. Cái nhu yếu rất là cần, đó là thiên nhiên kết hợp giữa hai con người, nó có một cái mầm bất hạnh cài trong đời sống gia đình của các vị. Cái mầm bất hạnh căn bản đó là cái nhu yếu của người đàn ông nặng về tính dục, còn cái nhu yếu người đàn bà nặng về tình cảm. Do vậy,
đến một cái tuổi nào đó cái nhu cầu không đáp ứng được. Cái đó là cái bất hạnh thứ nhất. Bất hạnh thứ hai, thưa các vị, người đàn bà nào nhan sắc cũng mau suy thoái hơn người đàn ông cả. Các vị 40 tuổi là các vị rất lo lắng. Có thể người đàn bà vào cái tuổi thanh xuân không có ghen đâu. Tại sao? Mình thấy mình giữ được người kia, chắc ăn là mình còn giữ anh được. Mình còn nhan sắc, còn tài ba. Thế nhưng mà trên 40, thưa các vị, nhan sắc xuống rất là nhanh. Trong khi người đàn ông mà đẹp thì trên 40 họ bắt đầu đẹp. Lạ. Không biết điều đó có đúng không, mà theo tôi thấy thế. Người đàn ông 60, thưa các vị, họ vẫn còn thấy họ rất là phong độ. Thế nhưng mà người đàn bà thì 50 tuổi họ cảm thấy cái già đó đến họ, họ rất là lo sợ. Cái điều thứ ba nữa, điều nó bất hạnh dễ xảy ra trong hoàn cảnh của chúng ta ở đây sau Mỹ là sao? Người đàn bà nơi đất nước này rất là cực nhọc. Đi làm như bao nhiêu người đàn ông, vẫn lái xe ngoài đường phố, vẫn đi vào công sở. Có khi vì cái sự phấn đấu để tồn tại cho nên họ không nể hà gì công chuyện cực nhọc cả. Làm lương ba cọc ba đồng vẫn cứ làm. Rồi vừa làm vừa nâng cấp cái trình độ kỹ thuật họ lên để có thể lương tiền càng ngày càng cao hơn. Và ta hình dung là cái áp lực của đời sống xã hội, áp lực của con cái, của gia đình nó đè rất là nặng trên tâm thức ta. Thế thì cái nhu cầu của người chồng là phải nâng án tề mi, tức là phải sửa trắp, phải nâng khăn, phải hầu hạ, phải ngọt ngào, phải dịu ngọt như Việt Nam, tìm không ra. Các bà ở đây cực quá, cho nên thưa các vị, cái sự dịu ngọt càng ngày nó càng mất. Nhất là đời sống chúng ta càng ngày cái áp lực về tài chính ở xã hội Mỹ đè nặng lắm. Thế cho nên tự nhiên mình những việc cần thiết mới nói với nhau, những việc quan trọng mới tâm tình với nhau. Có khi một tuần gặp nhau rất là ít. Cái khoảng cách càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Sự ngọt ngào càng ngày càng kém, càng ngày càng kém. Nhan sắc càng ngày càng suy. Thế thì cái điều gì nó xảy ra cho chúng ta? Các ông có tiền rủng ra rủng đỉnh về Việt Nam, thưa các vị, đồng tiền Mỹ rất là thơm. Thơm lắm. Thế là bao nhiêu đổ vỡ đời sống gia đình đó, nhan nhản nó bày ra khắp miền đất nước Mỹ này, chứ không phải riêng một vài gia đình. Và chuyện này mình nghe nhiều lắm. Cho nên mình chia sẻ với các vị một điều căn bản là người đàn ông trụ cột gia đình, có nghĩa là người đàn ông có đầy đủ bổn phận và trách nhiệm đối với gia đình, đối với con cái của chúng ta. Người xưa quan niệm rất kỹ. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện rất là cảm động. Một vị thừa tướng đương triều, không biết thời nào, vợ ông rất là xấu và rất là ghen. Nhà vua nghe, nhà vua nói là khanh một tài tướng như thế này mà mắc phải cô vợ vừa già vừa xấu vừa ghen, thôi được, ta gả công chúa cho khanh. Mình không nhớ tên. Và các vị biết là thừa tướng nói thế nào không? Nói là tâu bệ hạ. Thực tế mà nói là người đàn bà con cưới về lúc họ còn trẻ đẹp, để mong rằng tới tuổi già xấu, nhan sắc suy lụng, họ nương với con để họ sống còn. Mình sống với người lúc người trẻ đẹp, rồi tới già mình bỏ đi thì còn đạo nghĩa gì? Nếu thế thì thần đâu còn xứng đáng là một thừa tướng đương triều của bệ hạ đâu. Xin bệ hạ hãy cho phép thần giữ trọn cái nghĩa thủy chung đối với cái người vợ tào khang của thần. Tào khang là gì? Người vợ tấm mẳng á. Các vị không biết tấm mẳng là gì luôn. Thưa, cái lúc hàng vi người ta sàng những gạo học, những cái hạt gạo trọng người ta đem bán, còn những cái hạt tấm nó rớt dưới sàng đó, nấu để ăn, nuôi mình, nuôi các con. Và thưa các vị, cái đời sống của xã hội Tây Phương nó là như thế. Và xã hội Tây Phương, cái đời sống xã hội Đông Phương nó là như thế. Và thưa các vị, là xã hội Đông Phương sở dĩ tồn tại tới hôm nay, cái nền văn minh của nó tới 4.000 năm, 6.000 năm tồn tại, cái nền đạo đức vẫn còn giữ được cái tới hôm nay là nhờ cái giáo lý Khổng Mạnh làm nền như thế.
Và rõ ràng là chúng ta đến với nhau lúc còn trẻ, lúc còn xuân sắc, cống hiến với nhau tất cả những cái đẹp của đời sống mình cho người. Thế rồi tới lúc già, cái mình chán ngán, mình bỏ rơi, mình hắt hủi, mình lạnh lùng. Rõ ràng là ngay trong đời sống căn bản của một người tốt giữa nhân gian, mình chưa có, đừng nói chi đến cái chuyện làm một người tu, làm một người cư sĩ học Phật, thưa các vị. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là xã hội hiện tại đang trên đà băng hoại. Các em thanh thiếu nhi bây giờ, thưa các vị, nó đầy những cạm bẫy làm cho con em chúng ta hư hỏng. Các vị hình dung là 12, 13 tuổi thôi, là không khéo chăm sóc nó thì nó đã đi về cái hướng tính dục rất là mạnh. Xã hội Tây Phương là một xã hội mời gọi dục. Và đêm hôm mình có đọc một cái trang trên mạng, người ta thông tin về cái tai họa đất nước Việt Nam, đó là cách đây nhiều năm thì những cái địa chỉ dục mua bán dâm ở trên mạng á, Việt Nam đứng hàng thứ tư. Thế nhưng mà năm nay Việt Nam đứng hàng thứ nhất. Và toàn bộ đất nước của chúng ta, các em 12, 13, 15, 17, từ 19 đổ lui, thưa các vị, phạm tội hình sự rất là nhiều. Nó, một cái xã hội nó đang trên đà báo động như thế. Và gần đây nhắc thưa các vị là trong cái khóa tu của người, của thanh thiếu niên được tổ chức ở Lộc Quyển, một hôm tôi nghe quý thầy nói. Quý thầy nói là các em nó mới 12, 13, từ 19 trở lui thôi. Mà khi nó có cơ hội nó ngồi chung với quý thầy để chia sẻ về những nỗi niềm bức xúc trong tâm thức của nó, thì cái vấn đề hàng đầu đó là vấn đề dục. Thưa các vị, cái điều này nó sinh ra từ đâu? Ta đổ thừa hoàn cảnh xã hội tạo nên, mọi cái sự thu hút của xã hội nó tác hại làm cho tâm thức của con em chúng ta bị ô uế. Thế nhưng mà một phần lớn là do trách nhiệm của bố và mẹ. Và trách nhiệm lớn nhất đặt ở nơi vai của người bố chứ không phải người mẹ. Thưa các vị, một gia đình mà các vị khéo giữ gìn sống với nhau có hạnh phúc và trân trọng đời sống của nhau, các vị xây dựng đời sống hoàn thiện được trong cái cách xử sự và cái tư cách của người đàn ông rất ư là có trách nhiệm, thế thì cái chuyện đau lòng nó sẽ không xảy ra. Đó là vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là vai trò người đàn ông như ánh nắng mặt trời, nuôi con trưởng thành. Cây mà không có ánh nắng thì cây đó không thể sẵn sơ, khỏe mạnh, đứng vững ở giữa cuộc đời được. Con ta chỉ nuôi bằng tình của người mẹ, sự chiều chuộng chăm sóc, con cần cái gì mua cái ấy. Thưa các vị, thế hệ con em chúng ta sẽ đổ vỡ hết. Cho nên cái sự cần thiết vô cùng là đối với các ông. Các ông phải tự thấy trách nhiệm của mình rất là nặng đối với thế hệ tồn vong của người Việt trong tương lai. Rất là quan trọng. Cái điều thứ hai mình bàn sâu hơn nữa một chút nữa. Thưa các vị, là mình mới vừa nói chuyện cùng thầy trụ trì vài vấn đề của tương lai đạo Phật rất là đáng lo ngại trên đất nước này. Tại sao? Các vị nhìn chung trong một cái già lam này, các vị thấy có em bé nào 15, 13 tuổi đến với đạo đâu? 40 tuổi được gọi là trẻ nhất ở đây, dường như thế. Trong khi đó thì thưa các vị, thế hệ của các vị rồi ngày 1, ngày 2 cũng lần lượt ra đi hết. Chùa chiền Già Lam bây giờ sẽ chỉ tồn tại là do hưởng cái đức lành của các vị hòa thượng ngày xưa. Các vị đều đã quy y với các thầy, các vị hòa thượng cũ. Các vị thương chùa, đến với chùa, chắc chiêu từng đồng tiền già, từng đồng tiền bệnh để nuôi dưỡng Già Lam tự viện, cúng dường cho các thầy. Thế hệ con em chúng ta tương lai, nó đi vào xã hội này, nó nhuộm văn hóa Mỹ. Thưa các vị, mời nó tới chùa không có dễ đâu. Nhất là cái điều kiện truyền đạt Phật Pháp của các thầy. Chỉ có mỗi việc tụng kinh, lễ Phật,
nó không mang lại một cái lợi ích thiết thực gì cụ thể đối với đời sống xã hội vật chất như thế này. Không có một cái phương pháp gì để làm cho nó dịu bớt sự căng thẳng của tâm thức. Không có tặng cho nó một cái phương pháp gì để nó điều tiết đời sống gia đình nó cho hạnh phúc. Thế thì nó đến chùa làm gì? Đợi 50 năm sau, nó sợ chết, nó mới tới chùa. Thế thì các vị thử hình dung là thế hệ trước chúng ta, cộng đồng người Hoa, cộng đồng người Đại Hàn, đã từng, cộng đồng người Nhật, đã từng có mặt ở đây. Mình ra ngoài mà coi 85-90% những già lam tự viện bán đi để làm nhà hàng. Họ đặt chân đến đây trước ta rất là nhiều. Do cái nhu cầu tu tập và tín ngưỡng cho nên họ bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức vào để xây dựng chùa chiền tự viện. Thế nhưng mà vì một lý do giản dị là con em họ nó không thể tiếp nhận được cái sinh hoạt của già lam tự viện để làm cái để làm một cái sự thực tập áp dụng vào đời sống của nó, cho nên nó cảm thấy không có nhu cầu tới chùa. Chùa làm sao sống, nó đâu có để dành đồng tiền già đồng tiền bệnh gì để mà cúng dường mấy thầy đâu. Thế thì thưa các vị, chùa chiền tử viện suy thoái 85-90% hiện tại trên đất Mỹ, và người Việt ta đặt chân sau cộng đồng của người Nhật, người Trung Hoa rất là lâu. Ta đang đi trên con đường này, ta đang đi trên con đường này. Các vị nhìn thế hệ của các vị, rõ ràng là không cần mời gọi, các vị tự nhiên có một cái thao thức chung, đó là đến chùa để sinh hoạt, có một ngày tu, có một buổi niệm Phật, và cái tâm thức, cái văn hóa rất là tự nhiên, đó là mình bỏ vài đồng vào thùng phước xương, mình ca cưỡng chắc chiêu từng đồng tiền già tiền bệnh của mình để cúng dường quý thầy. Thế nhưng mà người trẻ thì không thể như thế, cho nên cái hiện tượng này nó sẽ đến ngày một ngày hai. Khi thế hệ của các vị nằm xuống rồi thì cái tình trạng sinh hoạt già lam tự viện ở các thầy ở đây khốn đốn chứ không phải dễ dàng đâu. Trên đất nước Việt Nam tình trạng đang suy thoái. Một đất nước nghèo có cơ hội mở cửa thì người ta đưa nhau đi về cái hướng phát triển và thủ đắc đời sống vật chất. Một cái đất nước giàu có như đất nước này thì chúng ta không giữ gìn được cái nền tảng văn hóa của người Việt. Chúng ta đánh mất nó bằng đời sống của chính chúng ta. Thế hệ bố mẹ mình không có truyền đạt được điều gì cho con thì thưa các vị, thế hệ con em chúng ta chắc chắn là nó không thể tiếp nhận được cái sinh hoạt giống như chúng ta. Cho nên có nhiều vấn đề cần các vị suy nghĩ để các vị có thể làm cách nào cứu vãn cái tình thế. Mà cái cách gần nhất như mình vừa chia sẻ đó là nhân cái ngày lễ Father Day, các ông phải tự thấy mình có trách nhiệm vô cùng với đời sống gia đình. Gia đình nó là cái nền tảng xây dựng xã hội, nền tảng của hạnh phúc, và cũng là cái môi trường tốt lành nhất để nuôi dưỡng con em của chúng ta. Một cái gia đình mà đổ vỡ, bất an, bất hạnh, thưa các vị, không thể nuôi dưỡng được những đứa con nó có một cái tâm thức tràn đầy hỷ lạc để sống cuộc đời đâu. Tâm thức nó sẽ tật bệnh, ốm yếu, và cái nhiều thương tật trong đời sống nội tâm của nó sẽ đi vào đời bằng cái nỗi uất hận vô cùng. Và cái điều kỳ lạ đó là những cái gì nó ghét bao nhiêu thì lớn lên nó đi lây quay, nó lại làm y lại cái điều bố nó đã từng làm. Cái nhân quả nó là như vậy chứ không có gì lạ cả. Cái chuyện của các vị lặp đi lặp lại trong đời sống gia đình của các vị từng ngày, các vị cấu ó gây gỗ về chuyện tiền nong, về chuyện nọ chuyện kia rất vặt vãnh đời thường, các vị không có trải lòng sống được với nhau, cái điều đó con cái các vị nó cực kỳ ghét. Thế nhưng mà nó nhựa vô tâm thức hồi nào không hay, cho nên con gái nó sẽ giống mẹ đó, con trai nó sẽ giống bố nó, và nó hành xử y như thế khi nó có đời sống gia đình, rồi nó sẽ hành xử y như thế khi nó dạy con đó. Cả một cái chiều dài nhân quả nó đi như thế, thưa đại chúng. Cho nên xin các vị ý thức và tự thấy mình có trách nhiệm lớn vô cùng đó, và đối với các ông, các bà cũng thế. Chúng ta lao sao giữa cuộc trần này không có dài đâu. Nếu các vị không có truyền đạt được cái hạt giống hạnh phúc cho thế hệ con của mình, các vị thiếu trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ tiền nhân, ông cha ta trong quá khứ,
có đời sống rất là lành, rất là đẹp. Họ không thọ ngũ giới của Đức Thế Tôn dạy đâu. Thế nhưng mà đời sống họ đủ đẹp để tặng cho chúng ta mỗi người một mảnh hình hài không có tật bệnh, không có què quặt, không có nhiễm HIV. Phải vậy không? Thế mà thế hệ chúng ta phá vỡ nền tảng đạo đức của tiền nhân đã xây dựng là mình thiếu trách nhiệm vô cùng đối với thế hệ quá khứ chúng ta đã thừa hưởng cái hình hài như thế này. Đó là đôi điều mình chia sẻ nhân ngày Father Day hôm nay. Và tất nhiên là chúng ta học kinh chứ không phải nói chuyện bên lôi thôi ngoài. Giờ học kinh, một bài kinh ngắn ngắn cho vui. Thưa đại chúng, là tôi sẽ đọc một bài kinh rất là dễ nhớ để cống hiến cho các vị. Trong Tương Ưng Bộ Kinh mình đọc, mình thấy có một bài kinh rất là hay. Ở trang 249, mình đọc trước là mình giải thích bài kinh này. Mình nghĩ nhân ngày Father Day một đôi lời nhắn gửi cùng các vị như thế chắc cũng đủ để các vị cảm thấy những cái điều cần thiết ta phải suy nghĩ. Và bây giờ đi vô bài kinh này. Thưa các vị, là lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang trú ở Savatthi, tức là thành Xá Vệ. Và Ngài đang thuyết pháp cho các tỳ kheo nghe về năm thủ uẩn khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ, và các tỳ kheo ấy hết sức chú tâm, hết sức chú ý, tập trung mọi tâm tư lắng tai nghe pháp. Bây giờ ác ma suy nghĩ là Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỳ kheo về năm thủ uẩn, và các tỳ kheo này cũng đang rất là thích thú tập trung tâm ý để lắng nghe. Và ta phải làm thế nào để làm mờ mắt Sa môn Gotama? Tức là ác ma nó khởi một cái tâm niệm, nó muốn quấy rối cái bữa giảng pháp của Đức Thế Tôn, làm cho thính chúng phân tâm là một, làm cho Đức Thế Tôn phân tâm là hai. Và lúc bấy giờ có nhiều cái bình bát bằng đất đã được nặng xong vẫn còn phơi chung quanh tu viện, và nó hiện hình là một con bò, nó đi vô, nó định dậm lên những cái bình bát. Thế nhưng mà con bò này nó chưa vô, nó chưa dậm lên bình bát, thì trong đạo tràng, tức là trong hội trường, các vị tỳ kheo đã xôn xao. Tại vì hội trường ngày xưa, thưa các vị, nó trống trải chứ nó không phải có vách ngăn như thế này, cho nên ngồi trong giảng đường có thể nhìn ra ngoài. Các thầy nghiêng nghiêng tai nó nhỏ nhau, nó coi chừng con bò đó, nó vô nó dậm bể bình bát, mình nắng cực khổ đang phơi. Và Thế Tôn biết chuyện đó xảy ra do ác ma nó muốn mờ mắt các thầy, cho nên Thế Tôn nói một bài kệ. Trước khi nói bài kệ, Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, nó không phải con bò đực, nó chính là ác ma muốn làm mờ mắt các ông. Và sau đó Thế Tôn nói bài kệ thế này: sắc thọ tưởng hành thức, cái ấy không phải tôi, cái ấy không của tôi. Như vậy đây ly tham, ly tham vậy tâm an, mọi kiết sử siêu thoát, dầu tìm mọi xứ sở ma quân không gặp được. Thưa, mình chép cái bài kệ mấy câu cống hiến cho các vị, rồi các vị về học thuộc lòng nha. Lâu nay mình cứ chép hoài mà vậy như chưa có ai học thuộc lòng hết. Thưa đại chúng, là mình đọc lại bài kệ này: sắc thanh vị và hương cùng toàn bộ xuất pháp là thế Phật rùng rợn làm mê loạn ở đời, đệ tử bậc chánh giác
chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma, nhưng như mặt trời chói sáng. Mình nghĩ mình đọc qua một lượt chắc các vị thuộc lòng rồi nha ha. Không thuộc lòng. Và bài này có một cái đại ý như thế này. Đại ý là vượt thoát lưới ma bằng con đường chánh niệm. Đại ý. Quý vị chép cho xong bài này, chúng ta xóa rồi chúng ta đi vào nội dung của bài này. Đọc một lần nữa cái thuộc luôn ha. Sắc, thanh, vị và hương cùng toàn bộ xúc pháp là thế vật rùng rợn, làm mê loạn ở đời. Đệ tử bậc chánh giác, chánh niệm vượt khỏi chúng, vượt thế lực ác ma như mặt trời chói sáng. Mình chỉ vượt được thế lực ác ma bằng một con đường duy nhất, đó là con đường chánh niệm thôi. Thế lực ác ma nó trải dài trong không gian này. Khi các vị thấy sắc màu, khi các vị nghe tiếng, khi các vị ngửi mùi, khi các vị nếm hương, khi các vị xúc chạm sự êm ái, và khi tất cả những hình ảnh nó đi ngang qua ngũ quan của các vị mà nó còn động lại trong tâm thức, những cái cảm thọ vui buồn hỷ lạc vân vân, thì nó cũng là một loại ác ma, nó đang bủa vây chúng ta. Và mình hình dung thiên la địa võng ngày xưa như thế nào thì bây giờ thiên la địa võng của ác ma nó như thế ấy, nó còn nhiều hơn nữa. Thanh thiếu niên bây giờ, thưa các vị, có khi nó đi học về nó cắm đầu trong cái chương trình chơi game, không thiết gì đến chuyện ăn uống và chăm sóc sức khỏe cả, không thiết gì đến cái chuyện nói năng với bố với mẹ. Và cái chương trình game, một là chương trình game hút các cháu, hai là cái chương trình trên những cái trang web nó bỏ những cái hình ảnh rất là đồi trụy, phá hoại tâm thức của các em. Nó hai lĩnh vực đó nó hút các cháu rất là mạnh và làm các bậc bố mẹ bây giờ lo lắng vô cùng. Khi nó đi về cái hướng mà phát triển về đời sống tính dục mạnh á, thì thưa các vị, nó đổ vỡ chuyện học hành lập nghiệp của nó ngay à. Tâm thức nó mà bị nhuộm đen, bị ô uế rồi thì chuyện học hành dừng lại, không thể tiến bộ được. Rồi cái sức hút của chương trình game, thưa các vị, mà các em nó đi vô rồi thì nó cũng không còn có sự thông minh bén nhạy để học hành gì được nữa cả. Chúng ta là những người lớn trên xã hội này, nhìn những vấn đề đó rất là ưu tư và không biết làm thế nào kéo các em ra được. Đó là đôi điều để cho các vị ý thức được là ác ma rất là mạnh. Và các em nó hư hỏng, đó là chuyện do vì năng lực tâm thức nó còn quá yếu ớt. Thế nhưng mà thế giới của người lớn 40 tuổi, 50 tuổi có khi cũng hư hỏng nữa, là sao chứ? Thế thì rõ ràng là, thưa các vị, cái đời sống văn minh nó phát triển thì một mặt của nó lợi ích rất lớn đến với loài người, nhưng một mặt nào đó ta không thể tránh được, đó là cái sự tác hại của nó không nhỏ. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó cả. Con dao bén nó có thể cắt được thức ăn rất là nhanh. Thế nhưng mà lỡ đứt tay thì đứt cũng rất là sâu, phải không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó hết. Thế thì cái nền văn minh mà chúng ta đang thừa hưởng trên đất nước này, mọi tiện ích của xã hội, nó cũng được trả giá rất là đắt, chứ không có giản dị đâu. Và các vị chỉ có một cái con đường duy nhất, đó là các vị làm thế nào tu tập ngay trong đời sống của các vị cho giỏi. Đời sống mình tỏ đầy cái năng lượng của sự chánh niệm yên bình, thế thì nó đủ năng lực để mình làm cho đời sống gia đình
vợ mình, con mình, chồng mình thừa hưởng được cái năng lượng tu hành đó và bảo vệ như một hành tinh có cái vòng khí quyển bao quanh để bảo vệ. Chứ ta không thể nhốt con ta trong một góc không cho nó tiếp xúc với xã hội, thưa không.